các bạn đến ngay gian hàng của Hacom tại Royal City thì chúng ta có thể trải nghiệm vô vàn các tựa game cũng như là vô số các thiết bị công nghệ điện tử tại Hacom. Và bây giờ đi thôi. Và khi tiến lại gần gian hàng thì chúng mình sẽ có gì đây? Và đây là gì ạ? Một cái máy tay cầm chơi game của Acer. Mình có cái gì nữa nhỉ anh Phong nhỉ? Đây là những chú bò đến từ vũ trụ Hacom. Nhưng mà thật chất ra nó là một chiếc loa đấy mọi người ạ. Chỉ là một chiếc loa thôi mọi người ơi, nhưng mà thiết kế của nó siêu độc đáo luôn. Ồ, nó phải chất luôn. Gì đó hả anh Phong? Ngoài ra thì chúng ta có thể trải nghiệm Base 5 này. Ồ, máy lọc không khí. Máy lọc không khí Base 5 nha mọi người. Còn mình có gì ở đây thật? Đây này, em muốn làm PC lên tới hàng trăm triệu đồng của hai loa. Rồi, các bạn hoàn toàn thể trải nghiệm một cái dàn PC một kiểu hàng trăm triệu đồng, kiểu hiếm có, khó tìm của Hacom đúng không? Ngoài ra chúng ta sẽ có những chiếc ghế công nghệ học đến từ Hacom. Đây nè, cái màn lên. Cái màn hình, cảm cứng nha mọi người. Màn cảm cứng thì sẽ sợ. Đây nè, chúng ta sẽ cảm ứng này. Đấy. Ui, đã đến thời gian đến Hacom rồi mọi người. Mọi người ơi, đến gian hàng của Hacom nhá. Mà bên kia thì sao nhỉ? Đó là gian hàng trưng bày các linh kiện điện tử đến từ Hacom ấy. Mọi người ơi, mọi người sẽ cùng chiêm ngưỡng một cái dạng gian hàng của gian trưng bày của mình nhá. Rồi có tay cầm chơi game này, có tay nghe này, có chuột. Rồi có cáp sạc, ủ sạc, đầy đủ lắm mọi người ơi. Còn chờ gì? Hãy đến ngay gian hàng của Hacom tại Royal City từ ngày 22 đến 26 tháng 5. Đi thôi.